Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ layer trong phần mềm AutoCAD 2015. Như các bạn biết rằng thì trong các bản vẽ kỹ thuật, chúng ta thường xuyên sử dụng các nét vẽ với những cái tính chất khác nhau để thể hiện các đối tượng. Thì trong AutoCAD cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng các layer để quản lý các đối tượng, các nét vẽ đấy. Thì để vào layer, các bạn sẽ vào Home và mục Layer. Đấy. Và để thiết lập thì chúng ta sẽ vào Layer Properties, lệnh tắt là LA. Enter. Đấy, các bạn thấy rằng hiện tại mặc định của AutoCAD chúng ta sẽ chỉ có một layer tên là layer 0 mà thôi. Đấy. Thì để tạo một layer mới, các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng New Layer này. Phím tắt là Alt cộng N. Đấy, Alt N ấy. Đấy, các bạn kích vào đây. Và đặt tên cho nó ví dụ là nét thấy chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không? Bạn Enter này. Đấy, chúng ta đã tạo ra được một layer mới. Hoặc các bạn cũng có thể tạo ra hàng loạt layer này. Bạn kích này. Đấy. Sau đây các bạn đặt tên cho nó, ví dụ nét mảnh này. Đặt tên xong là các bạn ấn phẩy cho mình. Đấy, nó tạo tiếp này, nét cắt này. Đấy, lại ấn phẩy này. Lại nét hatch chẳng hạn này. Đấy, các bạn thấy không? Phím ấn phẩy sẽ giúp các bạn là tạo hàng loạt các layer. Đấy. Công cụ tiếp theo là công cụ New Layer VP Frozen, tức là New Layer Viewport Frozen ấy. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho layout thì mình sẽ nói sau. Tiếp theo là Delete Layer. Thì các bạn có thể lựa chọn để xóa một cái layer mà các bạn mong muốn. Ví dụ là xóa cái nét thấy này đi. Xóa đi. Đấy, xóa đi. Được chưa? Đấy, tiếp theo là công cụ Set Current. Thế nào là Set Current? Các bạn thấy rằng trên cái thanh Status này, cái layer 0 này nó đang có chữ V. Tức là layer 0 này đang là layer được thiết lập để vẽ. Đấy, đang thiết lập để vẽ. Thì các bạn có thể thấy một layer này, không nó đang sáng lên ở đây. Đấy, giả sử như bây giờ mình chọn nét cắt, mình set current. Đấy, thì nó lại hiện nét cắt đây. Và bây giờ khi chúng ta vẽ các đối tượng á, đấy, thì đối tượng này nó sẽ thuộc layer nét cắt. Mình sẽ vào mục protect này, các bạn thấy không? Đối tượng này đang là thuộc nét cắt. Đấy, đấy chính là set current layer. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tính chất của layer. Cái status này thì chính là trạng thái layer, thì nó liên quan đến cái layer current rồi thì mình không nói tiếp. Thì tiếp theo là name, tức là tên của layer. Đấy, các bạn có thể đặt tên cho nó hoặc là kích vào này. Đấy, kích thêm lần nữa này. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có thể đổi tên được layer, hoặc là các bạn có thể kích chuột phải này, chọn này, rename layer. Đấy, được chưa? Đấy. Tiếp theo là chế độ on là gì? On là cái layer của chúng ta có được bật lên hay không. Đấy. Nếu chúng ta kích vào off này, cái bóng đèn nó tắt đi, thì cái layer của chúng ta nó sẽ không được hiển thị trên bản vẽ nữa. Đấy, tuy nhiên nó sẽ được hiển thị trong in-ấn, các bạn nhớ nhé. Đấy, ví dụ như mình vẽ một đối tượng bằng nét cắt nhé. Mình vẽ bằng đối tượng nét cắt này. Đấy, mình vẽ bằng một đối tượng bằng nét hatch này. Đấy, trên cắt dưới hatch nhé. Bây giờ mình chọn nét cắt và mình tắt bóng đèn đi. Đấy, các bạn thấy không? Cái layer nó cắt nó sẽ được ẩn đi. Đấy, đấy là chức năng on off trong CAD. Đấy. Tiếp theo chức năng freeze là chức năng đóng băng. Thì chức năng này nó sẽ giúp đóng băng đối tượng. Đấy. Mình kích freeze, mình kích biểu tượng mặt trời này. Đấy. Thì nó sẽ ẩn đi, mà nó sẽ không còn tính chất gì nữa, nó sẽ không thể hiện trong cả in ấn nữa. Lưu ý phân biệt giữa on và off. On là chỉ ẩn nó đi thôi nhưng vẫn in ấn bình thường, còn freeze là mất hẳn luôn. Đấy, nó mất hẳn luôn. Đấy. Tiếp theo là lock thì chức năng khóa, thì các bạn có thể kích vào đây. Đấy, thì cái đối tượng của chúng ta sẽ khóa đi và chúng ta sẽ không làm gì được cái tính chất của nó nữa. Đấy. Chúng ta không thể thực hiện lệnh trên nó. Đây là lock. Tiếp theo là color, tức là màu sắc. Các bạn hoàn toàn có thể thiết lập màu sắc cho các nét vẽ của chúng ta. Đấy, thiết lập màu sắc sẽ giúp các bạn là có thể là in ấn màu thì nó đẹp hơn này, hoặc là giúp các bạn trong quá trình vẽ, giúp các bạn phân biệt các layer với nhau cách dễ dàng. Chúng ta có thể kích vào cái biểu tượng này. Đấy, các bạn chọn màu này. Đấy, thì CAD nó có rất là nhiều bộ màu. Đấy, và thường chúng ta sẽ dùng một ít màu thôi. Và tùy vào công ty chúng ta sẽ có những cái bộ thiết lập màu riêng. Đấy, ví dụ mình chọn đây chẳng hạn. Ok, các bạn thấy không? Đấy, nét vẽ chúng ta nó sẽ được đổi màu. Đấy, thì tương tự vậy các bạn có thể lựa chọn các màu sắc cho các đối tượng mà các bạn mong muốn như này. Đấy. Tiếp theo Light Tip. Light Tip là gì? Light Tip là chế độ nét vẽ nó sẽ như thế nào. Đấy, hiện tại mặc định của nó là Continuous Solid Light, tức là nét vẽ liền như thế này. Các bạn có thể kích load này.
Đấy, và chọn cho chúng cái loại nét vẽ mà các bạn mong muốn. Ví dụ là nét đứt chẳng hạn nhá, mình chọn cái này, mình click OK này. Sau đó mình lại kích vào này, mình chọn OK lần nữa. Đấy, các bạn thấy không? Cái nét vẽ của chúng ta đã trở thành nét đứt. Đấy, đấy là line tip. Tiếp theo là line width, chính là cái độ dày của nét vẽ. Đấy, thì các bạn có thể hoàn toàn kích vào đây này. Đấy, và lựa chọn cho chúng ta cái nét vẽ này có độ dày bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ mình cho là 0,4 này, cái OK này. Đấy. Thì cái độ dày nét vẽ này nó sẽ giúp có tác dụng trong việc in ấn của bạn. Đấy. Được chưa? Tiếp theo chế độ transparency, tức là chế độ trong suốt. Đấy. Nếu các bạn cho nó là thông số là 100%, tức là nó sẽ ẩn luôn. Đấy. Hoặc các bạn cho nó là 50% thì nó sẽ mờ đi một nửa 50%. Và lưu ý rằng cái chế độ này thì nó chỉ có tác dụng trong là in ấn mà thôi. Đấy. Tiếp theo là plot style, thì là cái màu chúng ta, tức là cái thiết lập về in ấn. Cái này về về bài in ấn chúng ta cũng sẽ nói về nó nhiều hơn. Đấy, tương tự là plot và các cái mục sau này. Đấy, thì cũng là trong bài in ấn mình sẽ nói thêm. Còn cuối cùng là cái mục description, thì chúng ta có thể là điền cho nó cái thông tin về cái loại layer. Như nét mảnh này là bảo là thiết vẽ các cái gì đấy, vẽ đồ nội thất chẳng hạn. Đấy, chẳng hạn ví dụ như thế. Đấy, thì các bạn có thể điền cho nó cái thông tin. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn về cái những cái thiết lập cơ bản về layer trong phần mềm AutoCAD 2015. Các bạn lưu ý rằng cái việc thiết lập layer này là hoàn toàn rất là quan trọng trong AutoCAD, và trước khi các bạn vẽ bản vẽ thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập cái layer này trước tiên. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.